Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với podcast Host by John. Mình là John, host của chương trình. Liệu IPO hay là listed có phải là con đường mà các anh phải đi tới không? Cho chung cái lý do đi, IPO đi. Nó cần tiền không? Nó không cần tiền. Không cần tiền IPO làm gì? Vì sao mình lại có cái công việc là mang các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam không? Và nói một cách công bằng là những cái hướng dẫn của Việt Nam mình cho nhà đầu tư nước ngoài rất là khó hiểu. Hiểu xong rồi thực thi nó cũng không dễ. Chung có cái lời khuyên nào dành cho các anh chị mà muốn trở thành chuyên gia tư vấn mà đang chưa biết làm như thế nào không? Hay là bạn sẽ có cái đội ngũ để đi chung với bạn. Chứ là lấy đâu ra mà đội ngũ ngoài đường chưa quen chưa biết mà làm việc giống nhau, hiểu như nhau thì nó không có. Why you choose the real estate? So I quickly learned that real estate sector account for 17% of the GDP in America. Because they said that I don't have any bachelor degree. I also can very success in the real estate world. What do you think about it? I start thinking about everything I did today. Okay, that's how I think because my goal is to be better today than I was yesterday, right? So I look at all that. And then I look at my day tomorrow. I already start my day the night before. Đây là chương trình mời các lãnh đạo doanh nghiệp, các nhà quản lý, nhà kinh doanh để chia sẻ các bài học về kinh doanh, bài học về quản trị đến với tất cả mọi người. Đặc biệt với vai trò là host của chương trình và chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp, thị trường sẽ cùng với lại các khách mời sẽ phân tích sâu hơn các tình huống kinh doanh để giúp cho các bạn có được bài học thú vị liên quan tới các tình huống kinh doanh kinh điển để các bạn có thể áp dụng được cho công việc của mình.